Đón nhân vật chính của tiệc ngày hôm nay, anh Hùng Lý. Vàng đẹp đầu tiên người đẹp Võ Mỹ Nương. Anh đang chọn cái chương trình 19 tuổi. Tốt hơn ba chồng của người đẹp Võ Mỹ Nương 165 và 110. Võ Mỹ Nương đại diện cho chạy hợp tại Tân An. Võ Mỹ Nương sở thích là cá banh và đâu nhập. Hằng ngày cô ta chương trình ganh tị sắc đẹp. Cô ta đánh tay với thí sinh mang số danh 001. Khi nghe kính mời cô chú anh chị mà nữ mặt kiện sân khấu thì sẽ quay thông tin 001. Người đẹp đến từ Tân An, người đẹp Võ Mỹ Nương. Quá đẹp luôn em ơi. Chị Thanh có bớt không? Đó. Rồi mình né lên sân khấu cho trên người mẫu đi mọi người ơi. Quá đẹp luôn Võ Mỹ Nương ơi. Rồi mình đứng đây đi. Rồi xuống kẹt vỗ tay đi đầu của hồi Võ Mỹ Nương mọi người ơi. Dạ, thí sinh nào cũng có nhạc 002. Rồi. Quá đẹp đến tầng. Không ai vỗ tay mà hết. Trời ơi, nó đi đầu, nó phải chuyển hồi chút xíu rồi. Người đẹp thứ hai, người đẹp Sa Sa. Dân đẹp luôn nè, đến từ Á Tạng Xê Út, con của Trần Phụng Bố, Phi Lan Em, vợ nhỏ của Á Ba Thành Tăng. Đây là người đẹp Đô Na. Và đúng năm nay dù chồng 21 tuổi, số đo bây giờ của người đẹp Đô Na là 95, 56 và 110. Sở thích hiện tại của Đô Na là ném cơm thì được chết. Giao năm 2015, Philadelphia bị khủng bố thì người đẹp Dona chuyển sang nước Việt Nam 100 em. Hay quá má ơi. Và người đẹp có danh 003, người đẹp đến từ Bình Thạnh, người đẹp Hải Yến. Cho nên Hải Yến vừa tròn 19 tuổi, số đâu bao giờ người đẹp Hải Yến là 95, 56 và 110. Sở thích hiện tại của người đẹp Hải Yến là bơi lội và cầu lông. Năm 1995 Hải Yến ra đời 100 em. Rồi và hãy đến được đại diện cho hãng nước mắm Mỹ Thường. Sở thích hiện tại của đẹp Mỹ Yến là bơi lội và cầu lông. Và không kém cái gì mà hãy đến có cái đó luôn quý vị ơi. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Và chương trình tiếp theo là có tiền là có quyền cho mọi người nha. Muốn khám kim tháp thì cứ khám pháp cho mọi người. Và chị em có đi không? Hai chị em mình á hả? Lắm anh Hùng để anh cho nước chịu. Đồng ơi. Đúng rồi. Hai chị em có đi không? Em đi. Em có hai khỏi dạ. Em đúng cho hai đi. Mấy hai đi rồi lên em xin đi. Mấy hai nha mọi người. Mấy hai nha mọi người nha. Và đây người đẹp đến từ món anh giặc. Người đẹp đến từ quận 4. Người đẹp bé hai chết chi đô na và lý đi nà. Quá đây là bé hai nha vợ chồng 21 tuổi. Số đo bây giờ của người đẹp bé hai là 95, 55 và 110. Sở thích hiện tại của người đẹp bé hai là bán chả cái ly chiên, bán xôi gà và đặc biệt hơn thế nữa là bún thịt nướng ban ngày. Cô chú anh chị nào có liên hệ với người đẹp bé hai luôn. Quá đẹp luôn hai người. Và nó long thường nhà nước Việt Nam cho tặng làm từ bảy tuổi và năm vàng không còn cháy chuối. Và năm 2019 sau khi người đẹp Đông Đông được nhà nước Việt Nam cho tặng giải thưởng huy chương vàng và nút vàng là tháng cuối quà, người đẹp Đông Đông đã đạt danh hiệu 2020 là hot girl Facebook. Quá đẹp luôn Đông Đông ơi, mày nghĩ cho hay, mày viết cho giỏi đi, ngày mai công an đưa tụi bay lên phường khám cái vụ quân sự đó. Cô chú chị mình hãy hướng mặt về bên trên sân khấu. Đây, sự thực hiện của Ý. Ngủ đi chị, mở ra không gian bị chó. Mày ngủ đi cái gì
con người đẹp đâu mà. Ôi ôi, con bị biết con thở sung à. Giang quốc tình con, bé này là ở trang con kia với chị ơi. Quá hot luôn. Giang người đẹp thở hê yên, đại diện cho đất lớn tâm tâm. Dành cái mặt số 48007 quy định đại tháng 2020 đẹp vũ thủ phương. Quá đẹp đó. Số 15 Hoa hậu chuyển giới Việt Nam vũ thủ phương. Và vũ thủ phương đang đại diện cho công ty Phúc Văn Cả Cá Chiên Chiên. Hiện nay vũ thủ phương đang buôn bán tại đối diện trung tâm chính hình Sùng Chính. Nếu vũ thủ phương chuyện đó, Cả Cá Chiên Chiên cứ đối diện vô tặng Sùng Chính băng giò băng cổ. Rồi anh ơi, anh Thục, em biết em sao có nhảy rồi. Yên tâm, anh thì mong nhiều nhất là được dạy. Hay quá luôn mọi người. Quá đẹp luôn Tung Vương ơi. Và thời tiết hiện tại của Tung Vương là Tôn Vật và Ngọc Kinh. Năm 2020 Tung Vương được mệnh danh là Covid Corona. Tung Vương trận xong. Quá hay luôn Tung Vương ơi. Mày khiến cho hay đi. Ôi quá đẹp. Thế nó quá rồi nè. Ở đây nhắn cầu viên mẹ tôi là đàn ông. Ok, chỗ một đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người đẹp, tiếp theo người đẹp Ngọc Nhi. Rồi ai tặng Ngọc Lý một cái bông mọi người ơi.